Rồi, em xin chào nhà nha. Rồi em lên tiếp cho nhà bản quân đội Nhật. Quân đội Nhật nha. Con này cái nhà sạch Google giá rác lắm nha. Quân đội Nhật chạy 6 kim luôn. 6 kim một lịch gốc 4 giờ nha. Em test dạ quang nha. Con này thì có dạ quang. Nó thuộc dạng quân đội mà. Đây nha, dạ quang sáng. Đó. Thì cái này là kim rốn cho đồng hồ chính ha. Cái này kim thể thao đó là bấm thể thao chạy nè. Ừ, thể thao kim lớn chạy ha. Lịch dốc 4 giờ rồi. Nè, ký hiệu của lá cờ của sao băng Nhật. Đó, có trang web của nó luôn gì vậy. Thì cái nhà chụp hình cái nè. Chụp hình cái nó có cái hiệu nè. GRXDF là chụp hình là search Google là ra đó ha. Nè, mắt in sao băng nè. Mắt in sao băng lắp ráp sản xuất trong nước Nhật luôn. Kính zin đẹp không sức mẻ, dẫn báo vết lông mèo kính còn đẹp luôn. Số nó cũng còn đẹp. Đó. Bản thép nha. Độ mới con này ok, hàng xây gì cũng đạt nha, dây khóa nè, bản thép đúc hết à, dây có chốt an toàn luôn nè, cái mã ê, cái hiệu này Azak gì đó, mặt sau đây thông số nè. Quá chắc vậy, con này đúng rồi, nó có trang web riêng là www nè, mod go.info vậy nha, nó là cũng dạng dòng Kentech vậy, Kentech nó là thương hiệu nổi tiếng rồi, nó thuộc dòng Kentech nhưng mà nó dạng 6 kim ha. Thông số đủ đáy sấy luôn, bản thép dây này chắc cũng còn dài. Ừ, con này dây chắc 20 luôn, 20 21 được nha, lên tay mặt xanh đã. Con này tính ra chắc đó, khóa anh em nào có định mua dòng 6 kim bản nội địa Nhật chốt mấy này đúng luôn. Rồi con này xe ngang của nó nha, đo thẳng như trước ha, em chưa có đo cái rìa 41 nha, nếu mà đo rìa phải hơn nha, 43.8. Đó, nếu mà chuẩn thì mình đo trong cái hõm thì cho khách nè. Đó, đúng chuẩn là 41.6 đi. Đó. Chịu đứng luôn là 48 mỏng. 10.3 chạy 6 kim bấm ngưng thể thao. Reset. Full chức năng nha. Có nhiều anh em hỏi full chức năng. Full chức năng kiểm tra full chức năng hết bán nha. Còn lỗi sẽ bán theo lỗi ha. Có dạ quang sáng. Mặt xanh phong thủy luôn. Rồi con này thì em bán 1.250.000 thôi, 1.250.000 mã N62 ha. Cho con 6 kim bản Kentech bản nội địa quân đội Nhật nha. Bên em dẫn là cọc chuyển khoản mới đi hàng nha, còn nếu tin tưởng em chuyển khoản bên em bao ship ha. Rồi em xin chào nhà nha.